Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10s và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Samsung Galaxy A10s có thể coi là cái chiếc điện thoại rẻ nhất của Samsung được bán ra vào nửa cuối của năm 2019 này. Thì với hơn 3 triệu đô đánh đổi lại một sản phẩm với thương hiệu là Samsung, là thương hiệu tốt, thì chúng ta sẽ có những điểm gì? Đó là cái sản phẩm này nó sẽ có viên pin là 4.000 mAh. Đó, ngoài ra nữa thì mình cũng chưa tìm thấy ra một cái ưu điểm nào nữa của sản phẩm này. Đấy, nhưng mà bây giờ thì như đúng một cái video mở hộp, chúng ta sẽ cùng xem là hộp của nó sẽ có những cái gì nhá. Ở bên ngoài của hộp chúng ta có in hình sản phẩm và dòng chữ A10s. Đó, bên các cái cạnh cũng vậy. Phía sau này chúng ta có in thêm các cái thông tin, ví dụ như là nó sẽ có màn hình giọt nước này, Infinity V, có bộ đôi camera kép phía sau này, có cảm biến vân tay. Đấy, và những cái thông số khác nữa. Cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là cái phiên bản RAM 2GB, bộ bên trong là 32GB. Giá như Samsung trang bị ở đây là RAM 3GB thì phải tốt biết mấy, đúng không nào? Thì với mức giá 3 triệu thì mình thấy là nó sẽ hợp lý hơn đối với cả sản phẩm này. Ok, bên trong này chúng ta sẽ gồm những cái gì nữa đây? Chúng ta sẽ gồm một cái hộp để mà chứa sách hướng dẫn sử dụng này, và không ốp lưng nhé các bạn nhé. Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái sợi cáp này là chỉ là chuẩn micro USB thôi. Chúng ta sẽ có thêm que chọc SIM, và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái cục sạc này là cục sạc tương đối chậm, 5V 1,55A. Vậy là nếu mà so sánh sang với cả viên pin rất lớn là 4.000 mAh thì thực sự cục sạc này đem lại một sự thất vọng không hề nhỏ dành cho mình. Đó, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc máy của chúng ta. Quay trở lại với Samsung Galaxy A10s thì khi mà chúng ta nhìn vào cái mặt lưng của cái sản phẩm này, chúng ta đã thấy là cái mặt lưng này là mặt lưng nhựa luôn rồi. Đấy, mặt lưng này thì làm theo kiểu dạng bóng và chắc chắn là nó sẽ để lại mồ hôi dấu ngón tay. Thế tuy nhiên là với cái màu xanh như này thì mình thấy là cái màu xanh này nó để lại không quá nhiều mồ hôi dấu ngón tay, và nó được sơn lên đây mình cảm giác là nhiều là có một cái lớp sơn cát ở trên này. Đó, nó nhìn cái thiết bị của chúng ta nó trở nên có điểm nhấn hơn. Ở phía sau này chúng ta sẽ có một bộ đôi camera kép, một camera có độ phân giải là 13 megapixel và một camera có độ phân giải là 2 megapixel hỗ trợ truyền chuyển smartphone. Chúng ta sẽ có thêm đèn flash, có cảm biến vân tay một chạm ở đây, và mình thấy là cái tốc độ của nó khá là nhanh đấy. Chúng ta sẽ có logo của Samsung nữa. Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm phím tăng giảm âm lượng, kèm theo đó là một cái khay để chứa hai sim và một thẻ nhớ, rất là đầy đủ luôn, đúng không nào? Và phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn. Cảm giác phím ở trên này thì mình thấy là độ đàn hồi rất là tốt, độ nảy rất là cao. Đó, phía dưới chúng ta sẽ gồm một cái cổng sạc chuẩn micro USB thôi. Đấy, hơi đáng tiếc là không phải là USB Type-C, chúng ta sẽ có loa ngoài, mic thoại và vẫn giữ được jack cắm tai nghe 3,5mm. Phía trên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái mic phụ nữa. Đó, và cái phần màn hình này mình thấy là nó làm hơi nhô cao hơn so với mặt phẳng lưng. Đấy, tuy nhiên là nó làm vát vào phía trong, nên thành ra khi mình vuốt mình cũng không cảm thấy là nó quá bị cấn tay, giống như là những cái sản phẩm mà nó ép lên nhưng mà nó vuông hơn. Rồi, về cái cảm giác cầm nắm thì rất là bất ngờ khi mà với một sản phẩm viên pin là 4.000 mAh như này, mình cầm vào mình thấy là cái trọng lượng của nó tương đối là nhẹ. Cái trọng lượng của nó chỉ rơi khoảng 168g thôi. 168g đối với viên pin 4.000 mình thấy là bình thường rồi đấy. Về độ mỏng thì khi mình cầm lên mình cảm thấy là tương đối mỏng đấy. 7,8mm cho một chiếc điện thoại có viên pin là 4.000 là mình thấy là tương đối mỏng. Còn ở phía mặt trước thì sao? Đây, mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Mặt trước thì chúng ta sẽ gồm một cái màn hình Infinity V. Đó, ở cái chỗ giọt nước này chúng ta sẽ có một cái camera selfie có độ phân giải là 8MP của độ f 2.0 và có thêm một cái giải loa thoại ở phía trên này nữa. Mình cảm thấy là viền của cái chiếc điện thoại này làm rất là dày luôn. Kể cả đã được trang bị màn hình giọt nước rồi nhưng mà phần viền phía trên nó này khá là dày. Phần viền hai bên cũng vậy, và phần viền dưới thì có thể coi là cực kỳ dày. Đấy, nhưng mà với một sản phẩm giá rẻ như này thì thế này vẫn là dày đấy, kể cả với một sản phẩm giá rẻ. Đấy, sản phẩm có gì chúng ta phải nói thẳng nói thật với nhau nhé. Ok, về màn hình thì sao? Galaxy A10s sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,2 inch, độ phân giải sẽ là HD cộng mà thôi. Tỷ lệ màn hình là 19 chia cho 9, nghĩa là 1520 nhân là 720 pixel, và mật độ đậm ảnh cho ra rơi khoảng 271 ppi. Với mật độ đậm ảnh 271 ppi thì không cần phải đến mắt tôi cũng không, mà chỉ cần mắt mình thôi là đã nhìn thấy ra điểm rỗ ở trên sở này rồi. Đó, màn hình này là tấm hình IPS, được cái là cái góc nghiêng cũng như là cái chất lượng của tấm nền này mình thấy là tương đối ổn, mặc dù là độ phân giải của nó không cao. Về hiệu năng thì sao? Galaxy A10s sở hữu con chip Helio P22, RAM đi kèm thằng máy sẽ là 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Cái điểm số AnTuTu cho ra rơi khoảng 71.000 điểm, và điểm CPU rơi khoảng 12.000, điểm GPU rơi khoảng 34.000. Con chip này thì nếu mà cái điểm số như này nó chỉ ngang với Snapdragon 625 thôi. Đấy, nhưng mà cái tiến trình sản xuất của con chip Helio P22 là tiến trình tương đối mới. Đó là tiến trình 12 nanomet. Nhưng mà mình thấy là với những tác vụ bình thường như này
thì là mượt, nhưng mà chắc chắn là cái sản phẩm này là không thể chơi được game nặng đâu. Đấy, cái này là mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Pin của máy như đã nói ở đầu video đó là 4000 mAh, nhưng mà chỉ hỗ trợ sạc chậm đi kèm theo máy thôi. Đây là những cái điểm mà mình cảm thấy không ưng ý về cái chiếc điện thoại này. Bây giờ mình sẽ show ra một chút về giao diện camera của Galaxy A10s nhé. Đây là camera trước của nó này. Camera trước mặc dù nó chỉ có một camera đấy, tuy nhiên là nó có thể giả lập được góc rộng hay góc hẹp như này. Đấy, đầu tiên là nó sẽ có một cái camera chính này, thì nó sẽ là camera góc rộng luôn. Đấy, nhưng mà chúng ta zoom lên một tí thì nó sẽ là camera góc hẹp hơn. Đó. Camera này thì mình thấy là bắt sáng tương đối tốt, tốt hơn so với cả những cái sản phẩm khác ở trong cùng tầm giá của nó. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Rồi. Ok, nhưng mà camera này thì mình cũng nói luôn, đấy là cũng chỉ gọi điện video call thôi, chứ nếu mà chụp ảnh selfie là không đẹp. Đây, mình sẽ thử cho các bạn xem một bước nhé. À, ok, mình sẽ xem. Ồ, chậm thế nhỉ? Chậm quá. Này, chụp ảnh bị nhòe này. Con này như là mình thấy rất nhiều người nói là nó bị cái lỗi ao nét ấy. Mình cảm thấy là cái lỗi bắt nét này, nó bị nhòe quá. Không được rồi, không ổn rồi. Ok, mình sẽ cho các bạn xem tiếp nào. Ôi, lag quá nhỉ? Tại sao lag thế này nhỉ? Ok, chúng ta sẽ xem tiếp nhá. Đây là camera chính của nó này, chúng ta sẽ có một camera bình thường này, một camera tele lên. Đấy, zoom lên này thì mình chắc chắn rằng là nó chỉ là zoom số mà thôi. Chúng ta sẽ có chế độ lấy nét động. Đấy, lấy nét động được luôn với vật thể. Nghĩa là nếu mà so sánh xa với Galaxy M20 là nó hơn cái điểm này rồi. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh được độ mờ của nó này. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh được chế độ chuyên nghiệp, nhưng chế độ chuyên nghiệp thì cũng rất là nghèo nàn thôi. Chúng ta sẽ chỉ có điều chỉnh ISO, cân bằng trắng, hoàn toàn không có điều chỉnh về phơi sáng cũng như là lấy nét bằng tay, hoàn toàn không có luôn. Nó sẽ có chế độ chụp ảnh toàn cảnh. Đó, mình thấy là cái giao diện này vào nó đã thấy lag rồi. Đấy, để mình thử chụp một bức ảnh xem nhá, xem nó có bị ao nét như nhiều người nói không nhá. Đây, mình chụp bức ảnh này, xem lại này. Đó, cũng bình thường thôi. Có thể là mình chụp gần là nó như thế. Ok, và như vậy là mình vừa mới mở hộp cái sản phẩm Samsung Galaxy A10s. Nói chung ý, là Galaxy A10s thì mình chỉ thấy có đúng cái hai điểm mà chúng ta có thể đưa ra quyết định chọn mua của nó, đó chính là về thương hiệu Samsung và về viên pin 4000 mAh. Còn lại tất cả những điểm khác của sản phẩm này thì đều rất là bình thường, thực sự là như vậy. Đó, sản phẩm có gì chúng ta phải nói thẳng với nhau. Nếu mà đây mà là một chiếc điện thoại tàu thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mua. Đấy, mình chia sẻ thật là như thế. Tuy nhiên đây là thương hiệu Samsung và nó sẽ dành cho một số những bộ phận người dùng không cần quá quan trọng đến với hiệu năng. Chúng ta chỉ cần một cái chiếc điện thoại dùng cơ bản, lướt web, xem YouTube thứ cơ bản. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn Samsung Galaxy A10s. Và có thể là dành cho những người già, những người mà muốn mua một thiết bị có thương hiệu cũng như là mang tính chất an toàn hơn, dễ dàng sửa chữa. Đó. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Samsung Galaxy A10s? Đây là một sản phẩm rẻ nhất của Samsung trong nửa cuối năm 2019 này. Và theo các bạn thì liệu của rẻ có phải là của ôi hay không? Cũng có thể để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tất cả những thông tin về sản phẩm này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Di Động Thông Minh.